Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình lên cái clip giới thiệu với các bạn cái cáp mình đang bán nha anh em, cáp inox và cáp mạ rồi nè. Cáp này nó mềm dẻo lắm nha anh em. Mềm dẻo lắm nên anh em làm thì thoải mái luôn á nè, rất là mềm dẻo. À, chịu lực thì cực kỳ tốt nha anh em. Mình có đủ các loại sợi luôn, từ sợi 1 ly 2, 1 ly rưỡi, 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly, 5 ly nha anh em. Bự nhất là 5 ly nè. Đây, cáp 5 ly này anh em bẫy heo tạ, trên tạ thoải mái nha. Hoặc là mấy anh em nào mà trồng cây sầu riêng đồ á, mà anh em muốn chằng nhánh, chằng da đọt gì á thì anh em lấy cái này, hoặc là 4 ly cũng được. 4 ly thì chằng cũng được, 4 ly này bẫy heo cũng thoải mái, 4 ly này heo tạ cũng thoải mái luôn nha anh em. Rồi, mình có cáp từ 1 ly 2 tới 5 ly, ốc xít cáp từ 5 ly trở xuống. Lò xo ha, lò xo bật, lò xo kéo, lò xo đẩy, đầy đủ các loại luôn nha anh em. Anh em cần cái mẫu nào thì cứ liên hệ mình. Số Zalo mình là 0936 059 090. Hàng mình ship toàn quốc nha anh em. Chào tất cả anh em.